Chào các bạn, chỗ này là lối ra cao tốc Sài Gòn Trung Lương, nút giao Bến Lức. Công ty Yên Khánh quản lý đường cao tốc Sài Gòn Trung Lương đã hết hạn hợp đồng, cho nên trạm sẽ ngừng thu phí kể từ ngày 1/1/2019. Tại đây đi Đức Hòa đi nhánh bên phải và đi Bến Lức nhánh bên trái này. Đường DT824 này cũng khá tốt. Lên cầu An Thạnh qua sông Bến Lức. Vào thị trấn Bến Lức đây. Đi đường Võ Công Tồn này để ra quốc lộ 1A. Chợ Bến Lức ở bên tay phải. Hết khu dân cư Bến Lức này. Cầu Bến Lức sau khi sửa chữa xong chạy rất êm. Nguy cơ tai nạn rất cao ở ngã tư này.
nay đường vắng xe nên chạy rất thoải mái. Bên phải là nghĩa trang liệt sĩ Long An. Đây là đường DT833 hướng đi Tân Trung. Đoạn này đường hỏng, đi đêm cần phải chú ý.
trái là hướng đi Tân Trụ. Ấp Bình Trung, xã Nhân Thạnh Trung, thuộc thành phố Tân An. Tới nơi rồi, xin chào các bạn nhé.